Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Minecraft Fisherman Reforged 7.0 miễn phí nha. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cài luôn cái game sát dành cho phiên bản 1.12.2 nha. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ cần có cái Minecraft. Và nếu ai chưa có Minecraft thì có thể tải từ cái trang này. Đây là trang myfc.com. Ở trang này chúng ta có thể tải Minecraft miễn phí nha các bạn. Còn ở đây thì mình xài Minecraft Premium nên không cần phải cài đâu. Rồi, bước thứ hai các bạn phải cần cài Forge 1.12.2. Và đây là trang chủ của Forge. Mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nha. Ok, khi vào trang này rồi các bạn sẽ chọn version cho mình. Đây là version 1.12 nè. Bấm vào 1.12.2. Và đây là cái version mới nhất. Đó là 2.8.1.1 nè. Rồi, chúng ta bấm install là được rồi. Ok. Và chờ nó chạy hết quảng cáo các bạn bấm skip nha. Để mình tải xuống luôn. Ok, skip nó. Đây là Forge. Và đây là cái gói mod Fisherman Reforged 7.0 mà mình đang chơi. Ok, link này mình cũng để ở dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận của video luôn nha. Các bạn cứ bấm vào vẫn tải xuống là được. Rồi. Sau khi đã tải về đầy đủ ba cái thứ này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành làm từng bước nha các bạn. Nếu mà ai đã chạy Minecraft rồi thì có thể bỏ qua cái bước này. Ở đây thì mình chưa chạy Minecraft, mình sẽ tiến hành chạy nó thôi. Chúng ta sẽ chọn cái version là cái version mới nhất luôn. Ok, nó sẽ cài và tốn thời gian hơi lâu một tí đó. Còn những ai mà đã chạy Minecraft rồi thì nên bỏ qua cái bước này nha. Ok, ở đây thì mình sẽ tiến hành đợi nó một tí thôi. Ok, thì cuối cùng Minecraft nó cũng đã chạy xong rồi. Chúng ta sẽ tiến hành tắt nó đi nha. Bước thứ hai các bạn sẽ tiến hành chạy Forge 1.12.2 cho mình nha. Đó, cứ click, double click vào là được rồi. Cứ bấm ok. Đó, nó sẽ tiến hành cài cho chúng ta. Cái này thì nó cài nhanh hơn Minecraft hồi nãy nhiều. Rồi, hiện được cái thông báo successfully installed như thế này là Forge đã được cài thành công rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta đến bước thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành chạy Minecraft với Forge. Đó, chọn cái version nè, bấm play là được. Đó, nó sẽ tiến hành chạy cho chúng ta. Đó, đây là cái giao diện khi mà Minecraft kết hợp với Forge nha các bạn. Nó sẽ có giao diện như thế này. Và chúng ta đã chạy xong rồi. Bây giờ thì tiến hành tắt nó đi thôi. Ok, đến bước tiếp theo mình sẽ tiến hành giải nén cái gói mod này. Chúng ta sẽ giữ nha, giữ cái thư mục này và kéo ra. Nhớ là phải đè chuột trái và kéo ra ngoài màn hình như thế này nha các bạn. Đó, như vậy là thành công rồi. Bây giờ mình sẽ vào cái thư mục của Minecraft, đó chính là phần trăm, app data phần trăm. Đó, đây. Và tiến hành xóa cái mod này đi. Bấm delete. Đó, chúng ta sẽ kéo cái này vào. Kéo vào cái khoảng trống nha các bạn, đừng kéo vào bất kỳ cái thư mục nào trong đây nha. Nhớ là cái khoảng trống hoặc là cái phần ở dưới này nè. Đó, như thế này là được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái phần setting. Ở đây mình sẽ tiến hành đây như thế này, bấm chữ chữ law option. Ở đây mình sẽ bấm vào cái forge mà mình vừa cài đây nè. Ở đây chúng ta sẽ kéo cái này ra nè, chúng ta mới chỉnh sửa được ở trong. Đây là cái phần chỉnh sửa RAM. Nếu các bạn có RAM 4GB thì cái chỗ này nên là cái số 3. Và RAM 8GB thì chỗ này lên là số 7 nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ trừ đi 1GB RAM. Nói chung là để nó chạy cho mạnh hơn thôi. Đó, bấm save là được. Rồi, ok. Play thôi. Quá tuyệt vời luôn. Đó, đây là cái giao diện mà chạy thành công nha các bạn. Quá đã. Và đây là giao diện của Fisherman khi đã load thành công rồi. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái thế giới để mà tiến hành vào cài game sát nha các bạn. Đó, giao diện của game khi vừa bắt đầu tạo thế giới nó sẽ như thế này. Ở đây chúng ta sẽ bấm Ctrl cộng nút O để mà tắt cái bảng chế tạo vật phẩm đi. Đó, và giao diện chọn Pokemon cũng quá đã luôn. Quá tuyệt vời. Đó, rồi. Và ở đây chúng ta sẽ tiến hành cài game sát nha các bạn. Thì trước tiên các bạn sẽ cần vào cái phần option cho mình, vào control. Đó, và kéo xuống tìm cái chữ game sát.
Ở đây thì mình để là cái nút H, các bạn có thể để cái nút gì đó tùy thích nha. Cái nút nào mà không bị trùng đó, bấm chữ đinh là được rồi. À, sau khi đó chúng ta bấm H lên. Đấy ha, chúng ta chỉ có thể di chuyển được cái game sát này thôi. Cái phần ở trên nó vẫn chưa hiện. À, ok, thì mình sẽ tiến hành bắt đầu chỉnh. Các bạn cứ bấm từ từ theo mình nha. Đầu tiên là game sát enable true. Đó. Chúng ta sẽ tiếp tục với những cái dòng lệnh khác. Bot true. Đó. Bop true. Tiếp theo đó là lies true. Legendary true. Loot. Đó. Shiny. Shrine là để cho nó hiện mấy cái đền thờ cũng như là mấy cái kiến trúc ở trong đây đó các bạn. Và cũng như là user true. Cái này là Pokemon mà chúng ta đã search trong game sát đó. Ok. Đó, các bạn thấy không? Tất cả nó đều hiện lên hết rồi. Còn này chúng ta không cần cái nào, chúng ta có thể bấm vào. Ok, và video hướng dẫn của mình tới đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming cũng như là comment ở phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.